Uống đi. Tiền ăn gì không chị? Ăn cái đấy à? Qua một cái đi. Đầy áp những món ăn ở đây luôn này. Dạ. Mời theo. Cái nào cũng bao một chân trứng. Bây giờ đi hát nữa, quay này ăn được không chị? Đi hôm nay muộn. Mọi người thấy không? Ở đây là nó rất nổi tiếng với những món ăn ngon đấy. Đây là một cửa hàng lưu niệm này. Bây giờ là mình đang đi đến giữa chợ rồi nha. Rồi, cảm ơn nha, xin nha. Ăn thử. Đây là những cái này là người ta làm trực tiếp ở đây nha. Sản xuất trực tiếp. Sô cô la dừa với này những cái nước cốt dừa này nọ đấy. Thơm phức, đến đây thơm lắm. Rất nhiều món nha. Cái này thì nó có. Cái thịt nó chú không có sao mình bán được. Thịt có ở trong đó đó. Ừ. Tất cả những này đồng giá 31 cái hết. Cái lựa là vô bàn ghế ngồi lựa thoải mái vô bàn ghế ngồi luôn rồi.
Đức hãy xảy nước đi cô chú anh chị ơi. Đây đi cái này là phải giá hàng. Hãy xảy nước đi gia đình mình ơi. Thôi tiếp tục đi thôi. Mấy này lên tivi đúng không nhỉ? Mấy cái này lên tivi đúng không? À. Rồi cảm ơn nha. Rồi rồi rồi. Ok ok. Rồi có rồi chị ạ, em cảm ơn nha. Đây là người nước ngoài làm chủ ở đây này. Mình cũng đã từng thấy ông đấy lên tivi rồi. Nhưng mà thật sự là Phú Quốc càng ngày càng phát triển rồi. Rất đẹp. Rồi. Anh cảm ơn nha, anh đang ở dưới kia rồi. Rồi anh cảm ơn. Đây. Cái này lên TV nữa rồi. Đó. Rồi. Tháng 2 là con trai đúng nãy giờ vàng. Qua đây mình nhìn thử đi với tôi. Từ ngày năm lần. Anh cảm ơn nha. Rồi 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 rồi, cảm ơn nha. Có gì nát anh ghé nha. Dạ, quẹo đây nha. Ok. Cũng là tia đường hải sản ở đây nha. Mình đi giờ này như kiểu vẫn sớm quá hay sao ấy. Phải tầm hơn 8 giờ đổ ra thì chợ đông lắm. Quần áo ở đây thì cũng rất đa dạng nha. Rất đẹp. Người Hàn Quốc ở đây thì cũng rất nhiều. Đây này thêm một quán đồ lưu niệm nữa này, ngọc trai này. Quần áo đây đa dạng quá. Bác làm ngâm đây. Con luôn. Mua con nào chỉ cho rõ ràng. Em mua cho anh con thôi. Cầm mấy điểm. Tiền quay thử kia đi tiền. Quay thử mấy con quay này. Màu to. Nhiều mẫu quá ta. Tôi quay video đi nha. À, rồi, đi tấm tiền cho mình xem nào, đi vào cửa hàng đồ lưu niệm này xem nào. Wow. Đây là gỗ dừa này. Quá đẹp. Này phải đợt tới phải mua về thôi, mua về quê thôi.
cho mình đi review này ở đây chứ nhé. Ok. Một cái điều ấn tượng nữa là người dân ở đây là rất là thân thiện ấy, cởi mở. Mấy cái đồ này nguyên liệu bằng gỗ hết à? Chứ không có bằng bằng sành hay bằng sứ gì à? Bằng gỗ hết này. Nhìn như kiểu bằng sành ấy. Tàu thuốc. Rồi anh đi nha, cảm ơn em nhé. Anh đi. Đây là một cửa hàng đồ lưu niệm ở chợ đêm Phú Quốc nha. Đi rồi đi ạ. Khách du lịch đông quá. Đông nhé. Quá trời. Nữ nói tiếng Trung giỏi quá. Ốc này to thế nhỉ? Ừ.
Rồi đợt này người Hàn Quốc nhiều quá trời. Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm số đông nhất. Sao biển này, nấm này, zoom lại cho mọi người coi nha, đó, nấm đấy, nấm Ninh Chi Phú Quốc ấy. Đi đến đây thì cũng gần như là tổng quan được hết cả chợ rồi. Còn một hai cái ngóc ngách nữa thì chắc là lát vòng lại thôi. Rồi. Quá rồi, cảm ơn nha. Thiện có ăn này không Thiện? Đây này, bánh này. Đi đi. Em nát quay về. Cái nào? Cái thịt này. Má mẹ ở trên kia mà lên trên kia. Thế Thiện mua cây đi Thiện. Cậu không, cậu no rồi. Cho một cây này đi, người đẹp. Cười cái xem nào. Rồi, cảm ơn nha. Hiện tại thì mình đang đi sang một góc khác của chợ đêm rồi. Mình không quay lại cái đường kia nữa. Mình đi thẳng lối này ra rồi là kết thúc chuyến đi review hôm nay thôi.
Cửa hàng quần áo ở đây thì đa dạng lắm, nhiều lắm. Kết thúc cái chuyến đi review này thì cái ấn tượng nhất của mình là cái sạch sẽ ở nơi đây, rất là sạch sẽ. Và nhân viên ở đây nữa cũng rất là nhẹ nhàng, thân thiện. Mọi người đây cũng thế. Rồi, bây giờ là mình đang đi bộ để ra cái nút đoạn đầu mình đi đến đây rồi. Thì mình đi review bữa nay là mình đi review cái gì? Chợ đêm mới nhá. Chợ đêm nó mới chuyển sang đây này. Còn đâu cái chợ đêm cũ thì khi nào rảnh thì mình sẽ đi review mọi người sau nhá. Rồi.